song hồ nửa khép cánh mây tường đông ghé mắt ngày ngày hàng trông tấc gang động khóa nguồn phong tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra rình hoài cửa sổ không bao giờ đóng hết cách nhau trong gang tấc mà hoàn toàn không sao gặp mặt được ngóng đợi như vậy hai tháng trôi qua cách tường phải buổi êm trời dưới đào giường có bóng người thước tha buông cầm xốc áo vội ra hương còn thơm nức người đà vắng tanh một hôm thấy nhà bên kia có thấp thoáng bóng người anh chàng buông đàn xốc áo và chạy ra liền rình hoài mà ra tới thì cô nàng đã đi mất rồi chỉ còn mùi hương thoang thoảng lần theo tường gấm dạo quanh trên đào nhác thấy một cành kim thoa không biết kiều đã làm rớt cành thoa thật hay nàng đã cố tình để nó lại trên cành đào đây là một nghi án phải điều tra lại cô nàng có thể cũng biết có anh chàng ở bên cạnh nhưng không dám ra cái cách ngày xưa là như vậy vô tình hay hữu ý xin để tùy người đọc phán đoán giơ tay với lấy về nhà này trong khuê các đâu mà đến đây gẫm âu người ấy bó này chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm ngộ nghĩ không chiếc châm ở bên nhà người ta mà mình lại nhón qua lấy cố tình với lấy rồi đoán vào là duyên mình Liền tay ngắm nghĩa biếng nằm, hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai ngắm nghía không ngủ suốt đêm có cảm tưởng hương trầm của người đẹp còn thoang thoảng nơi cây châm đài gương soi đến dấu bèo cho chăng tan sương đã thấy bóng người quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ sinh đà có ý đợi chờ cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng thoa này bắt được hư không biết đâu hợp phố mà mong châu về cây thoa của kiều vướng trên cành đào nhánh đào phải nằm bên không phận nhà bên kia chứ đâu qua nhà bên này được với lấy của người ta rồi nói bắt được hư không Tiếng kiều nghe lọt bên kia Ơn lòng quân tử xá gì của rơi Chiếc thoa là của mấy mươi Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao Nghĩa khí là lòng ngay thẳng Thành thật trong trắng của con người Cô ta khen anh chàng Chiếc thoa là của mấy mươi Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao Cô cũng lịch sự và khéo léo lắm sinh rằng lân lý ra vào gần đây nào phải người nào xa xôi được rầy nhờ chút thơm rơi kỳ đà thiểu não lòng người bấy nay bấy lâu mới được một ngày dừng chân gạn chút niềm tây gọi là vội về thêm lấy của nhà xuyến vàng đôi chiếc khăn là một vuông thang mây rón bước ngọn tường phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nghe. anh chàng mừng quá tấn công liền chạy về nhà lấy quà vác thang bắc vào tường leo lên chàng nhìn qua nhà hàng xóm sượng sùng giữ ý rụt rè kẻ nhìn rõ mặt người e cúi đầu chúng ta thấy được thái độ của hai người anh con trai thì cảm thấy may mắn quá cố nhìn cho rõ mặt cô nàng hôm trước dại quá phải làm bộ nói chuyện với vương quan thành ra chỉ liếc thấy sơ sơ bây giờ nhất định phải nhìn cho rõ người con gái thì sượng sùng giữ ý rụt rè và e lẹ cúi đầu không dám nhìn thẳng lên con gái nhà nề nếp mà nhưng chỉ nề nếp tới một mức nào đó thôi. Anh chàng nói rằng từ ngẫu nhĩ gặp nhau thầm trông trộm nhớ bấy lâu đã trồn sương mai tính đã rũ mòn lần lửa ai biết hãy còn hôm nay tháng tròn như gửi cung mây trần trần một phần ấp cây đã liều anh chàng đã chờ lâu quá tháng này qua tháng khác chờ đợi đến nỗi ốm đi chỉ còn da bọc xương bây giờ là cơ hội cho nên anh chàng tấn công thẳng tiện đây xin một hai điều đài gương soi đến dấu bèo cho chăng đặt yêu cầu rất rõ cô có đáp ứng được niềm thương yêu của tôi không chàng nói rất khéo đài gương soi đến dấu bèo cho chăng rất tội nghiệp vì cô nàng như gương sen ở trên soi xuống thân phận chàng con trai thì chỉ như thân bèo nhỏ bé ở sát mặt nước nhìn lên gương sen lúc chưa có được người đẹp thì phải nói như vậy mới có hy vọng chiếm được Cưới được rồi thì có thể nói ngược lại, có thể nói những điều rất kỳ. Em không được tích sự gì hết, nấu nồi cơm cũng không chín. Nghe nói ở Paris có một anh chàng Tây muốn cưới một cô Việt Nam. Đến nhà cô nàng, anh chàng khen, trời ơi, nhà em đốt nhang sao mà thơm quá. Đến khi cưới được rồi thì, đốt nhang làm gì mà đốt mãi thế, ngột quá, làm dơ trần nhà hết trơn anh chàng của chúng ta đang ở giai đoạn chưa chiếm hữu được thành ra rất dễ thương tiện đây xin một hai điều đài gương soi đến dấu bèo cho chăng ngần ngừ nàng mới thưa rằng thói nhà băng tuyết chất hằng phỉ phong dù khi lá thắm chỉ hồng nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha nặng lòng xót liễu vì hoa trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa đó là cách trả lời của con gái ngày xưa dầu bằng lòng rồi đi nữa cũng phải nói em không biết cái đó anh hỏi ba má em thói nhà băng tuyết chất hàng phỉ phong là gia đình sống một nếp sống truyền thống giản dị khỏe mạnh và đạo đức sinh rằng rày gió mai mưa ngày xuân đã dễ tình cờ mấy khi vô thường lắm cô ơi có mấy cơ hội may mắn như ngày hôm nay dù chăng xét tấm tình si thiệt đây mà có ích gì đến ai chút chi gắn bó một hai cho đành rồi sẽ liệu bài mối manh nếu em không xét lại mà một mực từ chối thì anh chắc là sẽ chết mất thiệt thòi cho anh mà có ích lợi gì cho em đâu. Em bằng lòng đi cho anh an tâm, rồi anh sẽ đi tìm người tới làm mối mai hỏi em. Anh chàng này chắc đi học trường luật để ra làm trạng sư được. Khuôn thiêng dù phụ tất thành, cũng liều bỏ quá xuân xanh một đời. Nếu trời không cho anh cưới được em, thì anh sẽ chết anh thề sẽ không cưới ai nữa hết tuổi trẻ của anh coi như là bỏ đi sinh mạng anh tùy thuộc vào em em nói yes thì anh sống mà nói nâu no thì anh chết ghê không những chàng sinh viên thời này chưa chắc nói được như vậy lượng xuân dù quyết hẹp hòi công đeo đuổi chẳng thiệt thòi lắm ru em không tội nghiệp anh sao mấy tháng nay anh không ăn không ngủ không học không đàn không pha trà không viết lách ốm tong teo mở cửa sổ suốt ngày đêm để nhìn qua như vậy thôi đó là tất cả những điều mà người con trai có thể nói nói như vậy thì làm sao kiều có thể từ chối được nhất là kiều đã có nội kết sẵn rồi lặng nghe lời nói như ru chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng rằng trong buổi mới lạ lùng nể lòng có lẽ cầm lòng cho đang có một giây phút gọi là giây phút thua trận cuộc kháng cự đã thất bại mặt trận đã vỡ thành trì đã bị quân địch phá đổ rồi đã lòng quân tử đa mang một lời vàng tạc đá vàng thủy chung như vậy là trận đánh đã kết thúc ngày xưa ông vương có nói với bà vương như vậy không chắc cũng na ná như vậy chứ gì được lời như cởi tấm lòng rửa kim hoàn với khăn hồng trao tay rằng trăm năm cũng là đây của tin gọi một chút này làm ghi sẵn tay khăn gấm quạt quỳ với cành thoa ấy tức thì đổi trao trao đổi tặng phẩm để cụ thể hóa mối tình, làm tin sự đính ước. Một lời vừa gắn tất giao, mái sau giường có xôn xao tiếng người. Có tiếng người đi tới, vội vàng lá rụng hoa rơi, chàng về viện sách nàng rời lầu trang không có cách gì để có thể viết hay hơn nữa hai người đang gặp nhau nghe tiếng động vội vàng xa nhau một bên là hoa một bên là lá hình ảnh lá rụng hoa rơi hay ở chỗ rất nhẹ nhàng không ai biết